minh hải miền đông xin kính chào quý vị và các bạn hôm nay tôi tiếp tục trở lại để gửi tới các bạn với một câu chuyện buồn đau đớn đã xảy ra trong một gia đình và tôi mong rằng quý vị các bạn lắng nghe bình luận và chia sẻ về câu chuyện này trước khi vào câu chuyện tôi cũng không quên gửi lời chúc tới quý vị các bạn trong và ngoài nước luôn luôn bình an vui khỏe hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Sau đây kính mời quý vị lắng nghe chi tiết về câu chuyện trên. Đến nơi người ta thấy choáng váng trước cái cảnh hoài đang tháo bình oxy như thế muốn làm cho phương tắt thở nhanh hơn vậy. Trong khi Lâm đứng bên cạnh dững dưng đứng nhìn ngày phương đang tấm hình cưới của mình lên với chú rể là lâm mà ai cũng ngỡ ngàng chẳng phải từ trước đến giờ người ta vẫn biết lâm đã có người yêu ở dưới quê đấy hay sao chỉ là chưa một ai có cơ hội được gặp người yêu của lâm mà chỉ được nghe lâm kể như thế mà thôi và giờ thì kết quả là lâm lại mặc váy cưới cho một người con gái khác người ta chỉ ngạc nhiên lúc đó thôi chứ còn sau đó thì lại cười đổ cho số phận số phận hay không thì chỉ có người trong cuộc là lâm và phương cùng cô người yêu chưa từng một lần xuất hiện kia của lâm biết mà thôi cuộc sống hôn nhân của phương và lâm khá êm đềm lâm hiền lành ít nói lại rất chiều chuộng theo mọi sở thích của phương nên ai cũng nói phương may mắn lấy được một người chồng tốt nghe xong Phương cũng chỉ biết cười rồi lén quay đi lau nhanh giọt nước mắt rơi vội. Lấy nhau được gần một năm rồi mà Phương mãi chưa có tin vui. Phương sốt ruột lắm. Lâm bên cạnh cũng chỉ biết động viên Phương nên tự tử. Chuyện con cái còn do duyên trời định. Không thể quá vội vàng được. Phương cũng hiểu chuyện ấy nhưng không biết vì sao trong lòng lúc nào cũng như có lửa đốt Phương lại thấy hay đau âm ỉ vùng bụng dưới gần một tháng nay rồi. Phương quyết định đi khám. Nhận thông báo từ bác sĩ, Phương gần như ngã gục ngay trong phòng khám, ung thư tử cung. Bốn chữ ấy như bốn mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Phương. Cắt đứt hoàn toàn mặt sống của Phương. Tệ hơn, căn bệnh đã di căn, tỷ lệ sống không còn được bao lâu. Đêm ấy Phương đã không trở về nhà Phương sợ phải đối mặt với Lâm Ngồi một mình trước mặt hồ lộng gió Nước mắt Phương không ngừng rơi xuống Lẽ nào đây chính là báo ứng mà Phương đã phải trả cho chuyện cướp chồng người năm ấy Và nó cũng là lý giải luôn cho giọt nước mắt rơi vội mỗi khi Phương được khen có người chồng tốt Phương bệnh, nhập viện điều trị, lâm nghỉ hẳn việc lúc nào cũng túc trực bên cạnh Phương. Phương nhất quyết đề nghị ly hôn, nhưng Lâm không đồng ý. Đúng lúc này thì người phụ nữ tên Hoài ấy xuất hiện, trạng tuổi của Phương. Và cô cũng xinh đẹp, cái duyên con gái hình như vẫn còn đậm lắm trên khuôn mặt phúc hậu ấy. Nhưng ngay lập tức, người ta lại thấy Hoài ngày nào cũng xuất hiện bên cạnh Lâm. Và người có thể dễ dàng nhận ra họ đang cặp bồ với nhau Mỉa mai họ thi nhau rẻ biểu Đấy Vợ mới ốm bệnh mà đã có gái bên cạnh ngay được Đúng là đời Chẳng biết đường nào mà lần Lâm và Hoài chỉ nghe thôi Chứ chẳng bao giờ tỏ bất cứ thái độ gì Rồi Phương được bệnh viện trả về nhà điều trị Sống được thêm ngày nào Thì phụ thuộc vào số mệnh Phương về nhà thì Hoài cũng đến Hàng xóm thấy xót thương cho Phương và chưa chết mà chồng đã dẫn bổ về nhà. Còn Phương, những đau đớn mà Phương phải chịu đựng lúc này không có từ nào có thể diễn tả được. Nhìn Phương trong cảnh ấy, ai đến thăm cũng không thể giấu được nước mắt. Rồi ngày hôm ấy, mọi người kéo nhau đến nhà Phương vì hay tin Phương đang hấp hối. Vừa đến nơi, người ta choáng váng trước cái cảnh hoài đang tháo bình oxy từ miệng Phương như thể muốn làm cho phương tắt thở nhanh hơn vậy trong khi lâm đang đứng bên cạnh thì vẫn dừng dưng đứng nhìn mọi người xông vào thì phương đã không còn thở nữa ai nấy đều nhìn hoài và lâm bằng ánh mắt căm phẫn tột độ thậm chí có người còn muốn lôi hoài lên công an vì cho rằng hoài là kẻ sát nhân cho đến khi lá thư cuối cùng phương viết được lâm run run, run đưa ra thì tất cả mọi người mới vợ lẽ từng nét chữ nguệch ngoạc là từng lời gan ruột của Phương Hay đúng hơn là những lời thú tội Từ đầu tới cuối Đám cưới đột ngột Cuộc hôn nhân hạnh phúc vẫn có nước mắt rơi đều là do Phương tạo ra Biết Lâm đã có hoài Nhưng Phương vẫn không thể ngăn được cảm xúc của mình với Lâm Mù quáng yêu Lâm nên Phương đã tìm đủ mọi cách để có được Lâm Chuốc cho Lâm say để biến Lâm thành người đàn ông của mình Buộc Lâm phải có trách nhiệm với Phương Lâm là người đàn ông đảng hoàng Dù gì vẫn có lỗi của Lâm Nên Lâm đành phụ hoài Cưới Phương Dù biết là Phương dùng kế Để lấy được mình Nhưng Lâm vẫn đối xử vô cùng tốt với Phương Điều ấy càng khiến Phương ăn năn Vì Phương biết Lâm vẫn còn yêu hoài Và chỉ hoài mà thôi Còn chuyện hoài rút bình thở của Phương Chính là do yêu cầu của Phương Phương không muốn chịu thêm đau đớn nữa Nên đã cầu xin Hoài và Lâm làm điều ấy Nhưng Lâm không đủ can đảm vì quá xót xa Phương Nên Hoài đành phải rơi nước mắt làm điều ấy Coi như để Phương sớm được giải thoát khỏi đau đớn Nhìn cảnh Hoài và Lâm ôm lấy Phương mà khóc Chẳng ai cầm được nước mắt Cả ba con người họ đều là những con người sống tình cảm Họ đều vì tình yêu mà giữ trọn cho nhau đến tận ngày hôm nay Thù hận nhược như chưa từng tồn tại ngay cả khi có sự cướp đoạt xảy ra Tình yêu đã vượt qua ngưỡng để hận thù không còn tồn tại Câu chuyện của họ thật khó tin Nhưng đó là sự thật và là ngọn lửa sáng soi vào ban đêm của cuộc sống xô bổ ngày hôm nay Vâng, thưa quý vị và các bạn Một câu chuyện đầy cảm xúc và nước mắt cho cuộc tỉnh tay ba. Rút cuộc, một người đã ra đi vĩnh viễn. Nhưng đúng thiệt, trong câu chuyện này không có lòng thù hận. Biết rằng Phương đã dùng thủ đoạn để cướp người yêu của mình. Nhưng đến phút cuối cùng, Phương bị bệnh hoài vẫn đến. Và không bao giờ oan trách Phương. Và chỉ tội cho Phương. Vậy ba người họ đã ôm nhau trong một hoàn cảnh mà một người đã ra đi còn hai người ở lại. Cuộc sống là vậy. Nhắm mắt xuôi tay là hết nên chúng ta phải biết để tha thứ cho những người đã ra đi. Và tôi cũng cầu mong quý vị các bạn lắng nghe bình luận chia sẻ về video này. Xin chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại